Trong xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là phiên bản màu xanh GP trên mẫu xe Exciter 1 cho năm cho hệ thống phanh chống bó cứng ABS của năm 2024. Màu sắc này gần như là huyền thoại của dòng xe Exciter rồi. Với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới phiên bản này, các bạn hãy đến trực tiếp Yamaha Mạnh Đạt để xem xe cho mình các bạn nha. Mình cũng đang quay cận cảnh trực tiếp tại đại lý với địa chỉ 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Màu sắc thì về cơ bản ấy vẫn giống màu sắc của năm 2023 với sự kết hợp giữa màu xanh GP bóng và những cái mảng nhựa của màu xanh tím than xen lẫn với nhau. Bộ tem thì có sự thay đổi đi đôi chút. Mâm xe vẫn được sơn màu xanh GP luôn các bạn nha. Một phiên bản màu sắc cũng khá đẹp của năm 2024 trên mẫu xe này. Và đây cũng là một phiên bản cao cấp nhất rồi. Giá bán hiện tại của nó cũng cao nhất trong thời điểm hiện tại, 55 triệu cho cái phiên bản màu xanh GP này. Cùng với màu sắc Monster Energy là hai phiên bản có giá bán cao nhất cho năm 2024 trên một dàn những cái màu sắc mới đẹp của năm 2024 thuộc dòng xe Exciter phiên bản 155. Màn hình Full LCD hoàn toàn có chức năng phím bấm trên xe chứa đựng đầy đủ các bạn nha. Phiên bản này thì gọi là full option rồi. Từ chìa khóa thông minh, cổng sạc, ngàm phanh hai bít tông, hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Chiếc xe này đã loại bỏ nút tắt bật đèn của xe rồi các bạn nha, thay vào đó là nút tắt bật hazard. Đây các bạn có thể nhìn ngắm cho mình luôn. Với những ai yêu thích màu xanh GP thì hoàn toàn có thể lựa chọn luôn. Bởi màu sắc này thì gần như ấn tượng rất mạnh rồi. Đẹp, phong cách. Hiện tại chiếc xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây thì được nâng cấp lên khối động cơ một chút, tinh chỉnh lại. Với khối động cơ vẫn là 105 trang bị hệ thống van biến thiên BV, nhưng sản sinh ra công suất lên tới 17,9 mã lực và mô men xoắn là 14,4 Nm. Phần mặt nạ phía trước của xe và mão đầu đèn là được thay đổi nhiều nhất các bạn nha. Ốp mặt nạ phía trước thì được thiết kế giống với phiên bản của 150 để phù hợp lại và đáp ứng lại được nhu cầu của hàng Việt Nam chúng ta. Còn cái mão đầu đèn thì được nâng lên một chút và tạo điểm nhấn bằng một cái đường khoét chữ V để tạo sự khác biệt hơn. Còn lại hệ thống đèn vẫn tương tự, cốt trên, pha dưới, giả đèn đơm mi và đèn xi nhan cũng ở phần phía dưới của xe luôn. Hành trình phuộc thì vẫn cơ bản như vậy các bạn nha. Ở phiên bản từ năm 2023 đã được nâng cấp hành trình phuộc lên cao lên một chút rồi, dài ra một chút rồi, để tăng thêm cái độ êm ái, để tránh những cái tiếng kêu cục cục. Tuy nhiên thì cái phuộc trên mẫu xe này nó vẫn chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ các cái tiêu chí mà khách hàng Việt Nam chúng ta đang mong muốn trong thời điểm hiện tại. Quá là ok để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe. Trong thời điểm này, cái mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là phiên bản màu xanh GP. Với mức giá bán mình đã báo gửi đến các bạn rồi là 55 triệu đồng các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT và chỉ chưa bao gồm tiền đăng ký mà thôi. Về tiền đăng ký thì tùy theo hộ khẩu các bạn ở thành phố hay ở huyện, tiền đăng ký nó sẽ khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa, các bạn nào ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì gần như cao gấp đôi so với các tỉnh thành lẻ khác trên cả nước. Nhiều bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi mình là tại sao mẫu xe này lên tới 60 triệu thì cái tiền đăng ký của nó lên tới 60 triệu là đúng thôi, thậm chí còn hơn các bạn nha. Vì đăng ký với mẫu xe này ở thành phố Hồ Chí Minh đâu đó mất được khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu rồi, tức là gấp đôi so với các tỉnh thành lẻ khác trên cả nước. Các bạn lưu tâm đối chuyện như vậy. Hiện tại trang bị cho xe vẫn đầy đủ mọi thứ luôn. Và với những bạn nào yêu thích mẫu xe này, thích những cái trải nghiệm mới, khối động cơ mới, rồi thiết kế được thay đổi đi, thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản 105 ở đây. Hoặc các bạn có thể lựa chọn các cái option khác, các cái phiên bản khác từ tiêu chuẩn cao cấp ABS hoàn toàn ok luôn các bạn nha. Đầy đủ các cái nội dung. Những cái mẫu xe đó thì những cái phiên bản đó thì nó sẽ giảm bớt đi, đặc biệt là tiêu chuẩn và cao cấp ấy, nó sẽ giảm bớt đi một số nội dung trên xe để giá thành của nó sẽ rẻ hơn. Các bạn lưu tâm lưu ý chừng như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ báo giá cũng như quay thêm các cái phiên bản khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm thông qua video của mình với những phiên bản còn lại các bạn nha. Hiện tại duy nhất chỉ còn cái phiên bản màu nâu đen ấy và phiên bản Monster Energy là chưa có mặt ở đại lý mà thôi. Và mình thấy rằng hầu hết các lý trên toàn quốc cũng chưa có hai cái màu sắc đó. Nếu về mình sẽ quay luôn để các bạn có thể tham khảo được chi tiết về những màu sắc đó các bạn nha. 55 triệu cho một chiếc xe côn tay thì có thể nói nếu để so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc thì giá bán nó hơi cao một chút. Nhưng mình nghĩ rằng với những cái option như thế này, rồi trang bị điển hình tiên tiến như thế này, thì mình nghĩ đây là một mẫu xe đáng để quan tâm và lựa chọn cho năm 2024 này. Quá đẹp và hấp dẫn rồi. Tiếp theo thì với phiên bản là tiêu chuẩn, gồm các màu sắc như là màu đen bóng này, màu đỏ này và màu vàng, thì giá bán của nó sẽ vào khoảng tầm 48 triệu thôi. Nó sẽ có ngàm phanh một bít tông thôi các bạn nhé, không có ABS. Và chìa khóa là chìa khóa thường, giá 48 triệu. Tiếp đến là phiên bản cao cấp cũng không có ABS nhưng có ngàm phanh 2 bít tông, cổng sạc và chìa khóa thông minh, tương tự như option giống phiên bản của năm 2023.
giá bán của nó sẽ là 51 triệu. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Rồi tiếp theo nữa là những phiên bản phanh APS, các bạn có thể theo dõi luôn trên màn hình phanh APS các bạn nhé. Thì giá bán hiện tại trong thời điểm này của những phiên bản phanh APS ấy, nó tương tự giống với bản là màu xanh GP hay là Monster Energy. Giá bán của nó trong thời điểm hiện tại là 54 triệu, giảm đi 1 triệu thôi. Cũng có đầy đủ ngàm phanh 2 bít tông, cổng sạc chìa khóa thông minh, rồi hệ thống phanh chống bó cứng APS đầy đủ luôn trên cái phiên bản phanh APS như vậy. ABS thì mình thấy rằng trong năm 2024 này có nhiều màu sắc đẹp hấp dẫn, như phiên bản màu đen nhám, phiên bản màu trắng, phiên bản màu xám xanh nhám hay là phiên bản màu xanh dương, rất đẹp các bạn nha. Còn phiên bản cao cấp trong thời điểm này cũng chỉ có 3 màu sắc thôi, cao cấp các bạn lưu ý, bao gồm có phiên bản màu đỏ nâu này, đỏ nâu cũng rất đẹp, mới, phiên bản màu xanh dương mới, và một cái màu sắc nữa là phiên bản màu nâu đen, các bạn lưu tâm lưu ý cho mình như vậy với những bạn nào quan tâm các bạn nha. Và đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Mình muốn quay riêng một phiên bản màu xanh GP để các bạn có thể tham khảo, cũng như quay thêm các cái màu sắc khác cũng như báo giá trong thời điểm hiện tại, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới dòng xe Exciter phiên bản 1 cho năm này, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Giá bán đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi các bạn nha. Với những bạn nào đang quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, hoặc có thể thông qua số điện thoại của anh Mạnh là giám đốc lý điện thoại 0983154222 sẽ đang tư vấn cụ thể về mẫu xe Exciter phiên bản 1 cho năm ở đây. Rồi, các giao lại của mình, nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.